Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 17. Tư vấn cho lời khuyên. Khi tư vấn cho lời khuyên, không những nói cho đối tượng biết cách chữa trị bệnh đang có, mà còn phải giải thích cho người đó hiểu nguyên nhân sinh bệnh về phương diện sinh lý, tâm lý hoặc tinh thần và cả về tâm linh trong tiềm thức sâu xa. Nếu chỉ bắt đầu và chấm dứt ở mức triệu chứng, thì bạn chỉ là một thầy thuốc, một chuyên viên y học không hơn không kém. Bạn nên giúp bệnh nhân nhớ lại những ước mơ vô tận và hiểu được cõi đời vật chất là vô cùng phù ảo. Trong đó mọi việc đều có giá phải trả với cả hai mặt trái phải liền nhau. Mặc dù chữa triệu chứng cũng cần thiết, nhưng rốt ráo người ta phải hiểu rằng chính mình đã hoàn toàn tự ý tạo cảnh khổ đau cho mình và phải tự mình thoát khổ. Không giúp bệnh nhân hiểu biết như thế, họ sẽ lại ngã ra đau khổ và tìm đến quấy nhiễu bạn lần nữa. Khi hướng dẫn cho ai, bạn nên để đương sự thấy con đường phục hồi sự tự do giống có như loài chim trời cá biển và tự mình bước đi. Quả có khó nhưng không phải không làm được. Dĩ nhiên, bạn có thể vận dụng những môn đặc trị và các trợ phương để loại bỏ triệu chứng, nhưng đó không phải là mục đích cốt lõi của phương pháp thực dưỡng. Bạn đừng nên quá gò mình vào những công thức trị ngọn. Điều khó nhất khi cho lời khuyên là dù bạn hiểu biết nguồn gốc bệnh tật của người ta, bạn phải truyền đạt lại hiểu biết này cho đương sự một cách hiệu quả. Nếu bệnh nhân không thực hiện đúng những điều bạn gợi ý, thì cố gắng cũng vô ích. Nhưng nếu bạn thấy được trọn vẹn con người của đối tượng, nghĩa là thấy được toàn bộ tình hình thể chất, tinh thần và tâm linh, bạn có thể truyền đạt điều này theo cách thức nào đó mà đương sự có thể cảm nhận được. Nếu gặp người quá ích kỷ, chỉ biết thủ lợi riêng cho mình hoặc nghĩ rằng khách hàng là thượng đế, có tiền có quyền sai tiền cũng được, muốn người khác làm thay những việc mà đáng lẽ mình có thể tự làm, bạn nên khuyên đương sự tìm đến một thầy thuốc chuyên môn hoặc là một y bác sĩ đang hành nghề, vì phương pháp thực dưỡng không phải là con đường dành cho họ. Thời nay có quá nhiều người đầu óc hẹp hòi, chỉ biết có mình bất kể người khác, chính tinh thần này làm họ yếu đau, bệnh hoạn. Nếu bạn không đủ sức xoay chuyển tinh thần của họ 180 độ, thì đừng đụng chạm tới làm gì cho mất công. Loại trừ triệu chứng thì dễ, nhưng cải đổi con người là một việc đòi hỏi rất nhiều công sức. Bạn có thể trở thành một chuyên viên nổi tiếng, chữa lành triệu chứng cho hàng ngàn người và khiến họ lệ thuộc, cầu cạnh mình mãi. Nhưng muốn giúp người ta làm chủ bản thân, sống an nhiên tự tại, bạn phải nghiên cứu thấu đáo nguyên lý nền tảng của phương pháp thực dưỡng, soi xét trật tự vũ trụ, bao gồm đạo, chánh pháp, luật, trời trong mọi biến cố của đời sống bản thân và rút tỉa kinh nghiệm qua tiếp xúc với hàng vạn bệnh nhân. Đó là công việc của cả một đời chuyên cần tu tập, có khi nhiều kiếp. Bộ môn chẩn đoán của phương pháp thực dưỡng chính yếu là giáo dục, có mục đích giúp cho người ta phát triển quan niệm sống theo lẽ tự nhiên và cải thiện tình trạng thể chất, tinh thần lẫn tâm linh. Đường lối trị liệu này rất phổ biến ngày xưa, nhưng hiện nay ít thầy thuốc hoặc y bác sĩ nào áp dụng. Không có từ ngữ nào diễn tả chính xác người thực hành phương pháp thực dưỡng. Có người gọi ông Osawa là bác sĩ, ông không chấp nhận. Gọi ông là chuyên viên dinh dưỡng cũng sai, gọi là nhà triết học thì tạm được nhưng không đúng lắm. Chúng tôi thường gọi ông là giáo sư hoặc tiên sinh, nhưng đừng hiểu giáo sư theo nghĩa là có bằng cấp, mà là một người thầy bậc đàn anh đi trước. Bởi vậy, khi có việc phải khai nghề nghiệp, chúng tôi không biết phải ghi thế nào cho chính xác. Khi tư vấn, bạn có thể thường gặp hai hạng người. Một là những người chỉ thấy những điều dồn dập nhỏ nhặt mà không để ý đến toàn thể. Hai là những người chú trọng toàn thể nhưng không thấy được chi tiết. Vì vậy nên có hai cách khuyên trái ngược nhau tùy người. Thí dụ với hạng người thứ nhất, họ thường mong giảm đau tức thời. Trong trường hợp này, thoạt tiên, bạn chỉ cho họ cách đắp nước gừng, dán cao khoai sọ, xoa bóp dầu mè gừng, ngâm nước lá cải hoặc là uống trà tương, ngậm ô mai lâu năm để chữa triệu chứng, sau đó mới nói cho họ biết nguyên nhân sinh bệnh. Tại sao khối u nổi lên, do đâu mà tiêm lớn, rồi hướng dẫn cách ăn uống trị liệu và sau cùng là điều chỉnh cách nghĩ suy và sinh hoạt cho phù hợp với trật tự vũ trụ, quy luật của thiên nhiên. Đối với hạng người thứ hai, họ có thể tin tưởng vào điều quyền bí và bảo tôi bị bệnh là do nghiệp báo hoặc đây là số phận của tôi. Như vậy, bạn nên hướng dẫn tư tưởng của họ đi từ toàn thể tới chi tiết. Thí dụ như bạn nói bệnh của ông do nghiệp báo, nhưng ông có biết nghiệp báo thực sự là gì không? Và giải thích nghiệp báo cũng nằm trong trật tự vũ trụ.
luật nhân quả cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, rồi khuyên bệnh nhân điều chỉnh cách ăn uống và sinh hoạt, cuối cùng chỉ cho họ cách chữa triệu chứng. Người hướng dẫn thực dưỡng cần am hiểu nhiều điều để đáp ứng trình độ phán đoán của người ta. Sẽ có người đến gặp bạn vì mớ kiến thức tạp nham, nói quyên thuyên về chất này, chất nọ cùng với những quan điểm hiện đại khác, thì bạn cũng nên khởi đầu từ mức phán đoán đó. Bạn phải vận dụng kiến thức và ngôn từ khoa học để giải thích những tác dụng của thức ăn đối với cơ thể con người. Và khi ăn gạo lứt muối mè, sẽ thu nhận được những chất bổ và dược chất tốt lành. Có điều cần biết là kinh nghiệm bản thân chưa đủ, người hướng dẫn phải nắm vững những nguyên tắc căn bản của y học cổ truyền cũng như là hiện đại để mà ứng xử tùy theo hoàn cảnh và tình hình sức khỏe của từng đối tượng. Một bệnh nhân viêm thận chạy máy được một thầy bày dạy ngưng chạy máy và ăn số 7. Thực hiện thời gian đầu, bệnh nhân có chiều hướng thuyên giảm, nhưng sau đó đột nhiên cả người sưng phù, máu từ thất khiếu trịnh ra. Người nhà gọi điện hỏi thầy cách thức cấp cứu thì không liên lạc được và bệnh nhân qua đời trong cơn tức tưởi. Một bệnh nhân ung thư gan thời kỳ cuối được khuyên ăn số 7 và uống kèm 1-2 cây thuốc có tính sổ mạnh. Kết quả bệnh nhân vốn đã suy nhược cơ thể, không chịu đựng nổi cơn phản ứng mãnh liệt nên đã ra đi vĩnh viễn. Cũng có những bệnh nhân thiên về tâm linh, bạn cần biết một số kiến thức về tôn giáo để nói chuyện và chỉ dẫn cho họ. Giáo sư Osawa khi thuyết giảng ở châu Âu thường nêu lời dạy của Đức Chúa Giê-xu để dẫn vào phương pháp thực dưỡng và dùng giáo lý nhà Phật để giải thích cho tín đồ Phật giáo. Tóm lại, bạn nuôi dưỡng cái tâm rộng mở và tự tập cho mình có tính linh động, uyển chuyển. Nếu cứ bám chặt vào một trình độ phán đoán, bạn chưa phải là người thanh thản, thoải mái. Nếu lúc nào cũng ở mức phán đoán cao thượng, bạn sẽ là vị thánh khiến người ta kính nể nhưng không dám gần gũi. Và khi được kính nể tôn sùng, bạn dễ sinh ra kiêu ngạo, độc đoán, cực đoan, càng tách xa quần chúng và rất dễ rơi vào sa ngã, phạm giới. Một người thực sự thanh thản sẽ tự do đi lại từ mức độ phán đoán này đến mức độ phán đoán khác. Từ đời thường đến cao siêu, từ dưới đất đến trên trời, tùy theo trường hợp. Được như thế, bạn không còn cứng nhắc, khép kín và trở nên thân thiết với mọi người do có lòng thông cảm nhau thực sự. Nhờ đó, bạn dễ dàng khuyên nhủ bất cứ một ai. Nếu phân biệt sân hèn cao thấp, thế là bạn còn hẹp hòi và kém khả năng hướng dẫn. Giả sử Tổng thống nước Mỹ đến hỏi han, bạn nói: "Chào ông cần gì?" Thì khi một người ăn xin đến giờ tư vấn, bạn cũng nói: "Chào ông cần gì?" Thái độ xử sự của bạn luôn luôn niềm nở và bình đẳng đối với tất cả mọi người, không xung xoe đội trên, cũng không khinh khỉnh đạp dưới. Người thực sự thanh thản sẽ hành động như vậy. Chính cách ăn uống trị bệnh của phương pháp thực dưỡng là thí dụ cụ thể cho điều này. Mọi bệnh nhân dù thuộc tầng lớp nào trong xã hội cũng phải tự thân dùng gạo lứt muối mè làm căn bản như nhau. Không có cảnh giàu sang thì được ưu đãi và thiếu tiền đành ôm bệnh chờ chết. Dù sao bạn không thể chăm lo kèm cặp mãi người bệnh, phải tôn trọng sự tự do của họ. Nếu người ta thực sự muốn chết, cứ để họ chết, không nên ép theo phương pháp thực dưỡng nếu họ không chấp nhận hoặc gắng gượng làm thử. Không bao giờ độc tài hoặc tra quy tra thế mà luôn luôn là một người thân hoặc người cố vấn đáng tin cậy. Điều quan trọng là làm sao cho người ta sau một lần chữa bệnh không trở lại nhờ tư vấn nữa. Nếu họ trở lại, chứng tỏ cách hướng dẫn chưa hoàn hảo. Bạn chưa biết cách nói cho họ hiểu sự buông thả, phóng túng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nếu không hiểu được điều này, bệnh nhân sẽ trở thành kẻ lệ thuộc, dựa dẫm, mang mặc cảm tự ti, không tự chủ, và đó không phải là mục đích của phương pháp thực dưỡng. Có hai hạng người rất dễ giúp đỡ. Một là những người từng trải qua đau khổ và muốn thoát khổ. Họ đã chạy chữa đủ thầy đủ thuốc và thấy tuyệt vọng. Họ sẵn sàng từ bỏ cách sống thụ động, tính bướng bỉnh và thành kiến để được sống khỏe mạnh. Hay là những người bị bệnh nặng nhưng tinh thần còn mạnh. Những người này thường có thể chất khỏe mạnh, bẩm sinh và lúc còn nhỏ, dù sau đó họ làm sức khỏe suy yếu. Họ sẵn có cái nền lương tri và ý chí vững vàng nhưng quên lãng, do đó chỉ cần nhắc nhở một chút là họ có thể nhớ lại ngay. Khả năng tự chữa bệnh của mỗi người tùy theo nội lực vốn có. Nội lực mạnh mẽ thường bộc lộ qua một số dấu hiệu như là đầu lớn và cân đối, xương cốt vững chãi, nhất là ở nam giới, mắt nhìn thẳng khi nói chuyện. Người có những đặc điểm này thực hiện cho kỳ được những điều họ đã quyết định. Điều cốt lõi của phương pháp thực dưỡng là có khả năng sống phù hợp trật tự thiên nhiên.
Muốn biết người ta có đủ khả năng giữ đúng theo phương pháp thực dưỡng hay không, có thể xem những dấu hiệu bộc lộ trên hình tướng và thói quen đang có. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy trí phán đoán quân bình ổn định là bộ trăng một thẳng thớm và đều đặn. Khi đó xem xét tình trạng đối xứng dọc của cơ thể. Tưởng tượng chia hai thân hình theo chiều dọc vào so sánh, xem phần bên trái và phần bên phải có quân bình cân đối không. Rồi so sánh phần trước và phần sau của cơ thể, xem hai cánh tay có buông xuôi, hai bên hông không. Xem mũi thẳng hay là lệch qua một bên. Xem hai tay có ép sát vào đầu không. Xem cột sống có cong dẹo không. Xương sống cong quá thường gây trở ngại cho sự phát triển trí phán đoán quân bình. Tiếp theo, kiểm tra các đường ngang, lông mày cân đối là dấu hiệu tốt, hai tay ngang nhau và hai vai thẳng hàng cũng như thế. Lẽ tự nhiên, những nét tướng này hơi lệch nhau, nhưng càng lệch càng khó phát triển trí tuệ quân bình. Sau nữa, xem những đường cong như là xương đòn gánh, xương qua xanh, lồng ngực, xương hông, xương chậu. Khi đứng tốt nhất là gấp hai bàn chân bằng nhau, hai mũi chân chỉ thẳng ra trước, nếu hai bàn chân bẹt ra hoặc chậm vào cũng phải đều. Xem thêm nề nếp nhân cách và lối sống, nói có giữ lời hay không, có gây ồn ào trong nhà hay không, bà quà lắm chuyện hay không, hay cằn nhằn than phiền hay không, có thường phê phán chỉ trích người khác trong khi mình phạm lỗi hay không, có khẩu Phật tâm xà, nói lời tốt đẹp nhưng lòng thì hiểm trá lật lường. Nếu biết sống tôn trọng người khác, sắp xếp mọi vật trật tự, chờ người khác cùng ăn, trung thực, chân thật, thì đó là những dấu hiệu cho thấy con người có lòng nghĩ đến tất cả, chứ không riêng chỉ cá nhân. Khi cảm nhận mình là một bộ phận nhỏ nhoi của tổng thể rộng lớn, như giọt nước trong đại dương, như hạt cát trên sa mạc, thì chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc an lành trong đời sống của mình cũng như của những người khác. Người có tâm hồn và trí phán đoán như thế có thể hiểu và thực hành phương pháp thực dưỡng một cách dễ dàng. Người suy nghĩ cạn hẹp hơn cần nhiều thời gian và kiên nhẫn mới hiểu được những nguyên nhân căn bản và áp dụng rốt ráo phương pháp này. Về phương diện tinh thần, trí phán đoán quân bình thể hiện qua thái độ tán thưởng hay biết ơn mọi sự mọi vật. Phần lớn tinh thần của người ta được dung bồi trong thời thơ ấu và bà mẹ có vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ con trẻ. Nếu mẹ lượm thượm, con cũng lây tính lượm thượm. Mẹ có lòng cởi mở thì con không tham lam. Mẹ dịu hiền thì con ngoan ngoãn. Từ bà mẹ chúng ta có thể tìm hiểu những khác biệt giữa thiên hướng vị kỷ cá nhân và vị tha xã hội. Khó cải độ nhất là những người được nuôi dưỡng bằng cao lương bỉ dị khi nằm trong bụng mẹ và trong thời thơ ấu hoặc được cưng chiều quá đáng, sinh tính ỷ lại hoặc thu nhận quá nhiều kiến thức chuyên môn khiến họ dễ có thành kiến. Giới hạn người này, người hướng dẫn phải rất kiên nhẫn. Bước thứ nhất là giúp họ thay đổi cách ăn uống, nhờ đó chuyển hóa được thể chất và tâm tính, rồi bàn luận với họ cách khôi phục sự tự chủ và niềm thanh thản trong thâm tâm. Đôi khi chỉ nên gợi ý bóng gió và để họ tự mò ra phần còn lại. Khi có người đến hỏi cách ăn uống trị bệnh, thầy anh minh Ngô Thành Dân thường bảo hãy xem sách cho kỹ rồi tự mình thực hành. Đa số bệnh nhân đều thích dựa dẫm, nhưng thầy muốn cho họ thực sự tự làm chủ vận bệnh của mình. Nếu không khiến người ta hiểu được cõi vô biên vô hạn là gì, thì lời khuyên của bạn chỉ có tác dụng trị liệu triệu chứng hoặc thuần khái niệm giới hạn trong công thức. Điều quan trọng chính là người hướng dẫn phải nắm vững nguyên lý vô song của trật tự vũ trụ. Nền móng của phương pháp thực dưỡng thì mới có thể giúp mình giúp người một cách hiệu quả. Các bạn có thể xem thêm sách Trật tự vũ trụ và nhân gian của tác giả. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Ha ha ha,